ngày hôm nay các bạn nhỏ ơi, chị Chim xin sẽ hướng dẫn cho các bạn nhỏ cách làm món mì Ý sốt bò. Mì Ý sốt bò bằm, món này rất là ngon. Và chị sẽ giới thiệu lần lượt từng các nguyên liệu để chúng ta sẽ làm cái món ăn này nha. Đầu tiên là cái nguyên liệu chính, đó chính là mì Ý. Chắc chắn không thể thiếu rồi đúng không nào? Những cọng mì Ý nó tròn tròn, dài dài, vàng ươm, rất là ngon. Các bạn nhỏ có thể tìm mua ở siêu thị nha. Tiếp theo là một ít bò bằm. Thịt bò này chị Chim Sinh đã bằm sẵn ra rồi, và chúng ta sẽ lấy để mà sử dụng làm món mì Ý sốt bò bằm này nha. Và không thể thiếu một chút tỏi băm. Các em bóc vỏ tỏi ra rồi sau đó băm nhỏ ra. Một ít cà chua băm. Ở đây chị Kim Sinh đã thái hạt lựu sẵn rồi nha. Hoặc là các bạn nhỏ nếu mà muốn sốt nó mềm mịn thì có thể bỏ vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn ra nước cũng được. Nhưng mà chị Kim Sinh thì thích ăn cái dạng lợn cợn để bằm như vậy hơn ha. Và sau cùng đó chính là chúng ta sẽ cần một ít hành tây. Đó, chị Kim Sinh đã băm sẵn hành tây nhỏ ra rồi. Để món mì Ý sốt bò bằm này được thơm hơn, ngon hơn thì chắc chắn cần một ít bơ tường an. Nào các bạn nhỏ ơi, hãy cùng chị Chim Xinh bắt tay vào việc làm món này nhé. Rồi nổi lửa lên và đặt lên đây một cái nồi. Bước 1 là chúng ta sẽ luộc mì nha. Nồi lên, đợi nồi nóng một chút xíu thì chúng ta sẽ đổ nước vào. Ở đây chị Chim Xinh đã nấu sôi nước trước rồi mới bỏ vào bộ đồ chơi này nha. Và các bạn nhỏ đợi một chút xíu cho nước sôi bùng lên thì chúng ta sẽ bỏ cái sợi mì này vào. Chị Chim Xinh đang thực hiện việc chơi đồ chơi nấu ăn thật trên bộ đồ chơi nấu ăn inox. Nó là một cái mô hình thu nhỏ của những dụng cụ nấu ăn của người lớn nha. Chúng ta có thể nấu y như là thật luôn. Tuy rằng là cái món này nó cũng chút xíu nó bé, nhưng mà có thể nấu với lửa ha. Chị đậy nắp lại và trong khi đợi nước sôi thì chúng ta sẽ bẻ mì ra trước nha, bẻ cọng mì ra ngắn. Rồi nước đã sôi thì bỏ mì vào. Các bạn nhỏ yên tâm là chúng ta cứ bỏ mì thẳng như vậy đi. Vì một lúc nữa là mì nó sẽ mềm ra và chúng ta sẽ có thể để hạt cọng mì vào trong cái nồi ha. Để nắp lại cho nhanh chín nào. Đã sôi ùng ục lên rồi. Và những sợi mì Ý này nó cũng đang dần dần mềm ra, sắp chín rồi đó các bạn nhỏ ơi. Chúng ta phải đợi để cái sợi mì nó dài như vậy là để lát nữa khi ăn thì chúng ta sẽ dùng đũa và quấn tròn lại để nhấc sợi mì lên và bỏ vào miệng ha. Chị sẽ đặt cái bếp này xịt qua một bên. Và tiếp theo, trong khi mà đợi mì chín thì chị sẽ ướp thịt bò nha. Lấy một ít thịt bò ra, rồi cho vào đó một ít tỏi, đảo đều lên. Sau khi mà đảo đều lên xong thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít tiêu và một ít nước tương. Rồi đảo thật đều lên nha. Thêm một ít đường. Wow, cọng mì của chúng ta đã chín rồi đó. Bây giờ chị Chim Xinh sẽ vớt cái mì này ra nha. Các bạn nhỏ ơi, hãy chuẩn bị cho chị Kim Xinh một cái thau nước và trong đó có đựng nước lạnh nha. Nước lạnh nha, không phải là nước ấm hay nước nóng mà là nước lạnh.
Vì sao chúng ta phải để nước lạnh? Vì mì chín bỏ vào nước lạnh thì những sợi mì sẽ không bị dính vào nhau. Wow, rất là hấp dẫn. Xôi úp. Rồi lấy tay ngắt thử thì sợi mì đã chín rồi. Bắt cái nồi này xuống khỏi bếp nào. Vớt mì qua âu nước lạnh ha, để ngâm một lúc cho sợi mì không bị dính vào nhau là thứ nhất, thứ hai là sợi mì nó sẽ chắc hơn, dai hơn. Các bạn nhỏ đừng luộc mì chín quá nha, vì như vậy khi ăn nó sẽ rất là dở vì nó bị bở ra luôn á. Xong công đoạn thứ nhất, bỏ cái nồi này qua một bên. Ngon mắt phải không? Bây giờ chúng ta sẽ vớt mì ra cái đĩa nha. Và để cho ráo nước. Nổi lửa lên và bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm sốt. Đây, sốt cà chua và thịt bò bằm để ăn kèm với mì ấy. Đầu tiên cho dầu ăn vào, đợi dầu ăn sôi thì chúng ta sẽ bỏ vào tỏi băm. Phi lên cho thật thơm nha. Các bạn nhỏ đảo đều cho đến khi nào mà các bạn nhỏ thấy tỏi băm vàng, chuyển màu vàng ươm và có mùi rất là thơm bốc lên. Wow, tỏi đã vàng rồi kìa. Khi mà tỏi đã vàng thì hãy bỏ vào cà chua. Những cà chua mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn vào đây. Chúng ta sẽ xào một lúc cho cà chua nó nát ra. Nát nhừ ra ha. Đảo thật là đều tay. Rồi xào một lúc như vậy xong thì các bạn nhỏ ơi, hãy lấy cho chị Chim xin một ít nước, nước sôi nha, hoặc là nước ngon, nước lã cũng được, nhưng mà thường thì chị Chim xin sẽ sử dụng nước sôi để đổ vào đây và chúng ta sẽ rim cà chua. Đó, cho vào một ít nước rồi lại đảo đều ha. Thấy không, nước đã sôi lên. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đợi cho đến khi cà chua được ninh nhừ ra. Và các bạn nhỏ sẽ dùng cái xẻng này để dầm cho cà chua nó nát hẳn ra luôn á. Nếu mà đối với những bạn nhỏ nào mà không bầm cà chua mà xay trực tiếp bằng máy xay sinh tố thì cái nước sốt này nó sẽ mềm và mịn nhuyễn như ngoài tiệm luôn đó. Chua của chúng ta kìa, đã mềm và mịn nhuyễn ra rồi. Đảo thật là đều. Wow, các bạn nhỏ đã thấy rất là hấp dẫn chưa? Chị Chim xinh nồn quá, trông rất là ngon. Tiếp theo hãy bỏ vào đây một ít hành tây mà các bạn nhỏ đã băm lúc nãy nha. Món mì ý này cùng chị Chim xinh không? Và để cho cái sốt này được có cái màu cà chua đỏ rất là đẹp,
cũng như là tạo độ sẵn thì các bạn nhỏ sẽ bỏ vào một ít tương cà nhé. Như chị Chim Sinh vừa bỏ vào đây một ít tương cà. Tương cà không phải tương ớt nha. Tương cà chua. Wow, có màu đỏ rất là hấp dẫn và rất là ngon mắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây một ít bơ. Bơ này nó sẽ làm cho cái sốt thơm hơn và béo. Nếu mà các bạn nhỏ không thích ăn nguyên liệu nào thì có thể không cần bỏ vào trong quá trình làm, nhưng mà đặc biệt là sốt cà chua thì và thịt bò thì phải có rồi ha. Sau cùng là các bạn nhỏ sẽ cho thịt bò vào rồi đảo thật đều thật nhanh tay nhé, vì thịt bò rất là nhanh chín và khi mà để lâu quá thì thịt bò nó sẽ bị dai. Chính vì thế thịt bò luôn luôn là khâu cuối cùng mà chúng ta bỏ vào trong nồi này. Đảo đều và khi các bạn nhỏ đã thấy thịt bò chín rồi thì chúng ta sẽ là đã hoàn thành xong cái sốt rồi nha. Và bây giờ sẽ tắt bếp. Rất là ngon. Cuối cùng khâu chúng ta sẽ trình bày và tổng hợp lại cái món mì Ý này. Chị Chim Sinh sẽ lấy một cây đĩa. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ mì lên đĩa ha. Thông thường ngoài tiệm thì chị Chim Sinh thấy người ta sẽ cuộn tròn cái mì Ý này lại cho nó thành một như một cái tổ chim á. Nhưng mà ở đây thì chị Chim Sinh không làm như vậy, vì chúng ta cũng ăn mè cho nên chị không mất công công đoạn nha. Rồi sẽ bỏ sốt bò bằm lên. Wow, rất là hấp dẫn. Rất là ngon mắt phải không các bạn nhỏ ơi. Thêm vào đây một ít hành lá nha. Thông thường thì chị Chim Sinh thấy người ta sẽ trang trí bằng ngò, nhưng mà ở đây chị Chim Sinh không có ngò nên chị sẽ cho hành lá lên để trang trí nhé. Chúng ta sẽ ăn món mì Ý này kèm với tương ớt và nước tương. Ở nước ngoài thì người ta không ăn kèm với tương ớt và nước tương, nhưng mà Việt Nam của mình thì chị thấy thông thường là chúng ta luôn luôn ăn kèm như vậy. Cho nên chị đã chuẩn bị sẵn một đĩa tương ớt kèm với nước tương. Rồi thêm một ly nước chanh dây. Wow, rất là ngon phải không? Thế là chúng ta đã chuẩn bị được cái bữa sáng rất là ngon, gồm một nước ép chanh dây, một dĩa mì Ý sốt bò bằm và tương ớt. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ nếu mà thấy ngon thì hãy like video này ủng hộ chị Chim Sinh biết với nha. Và bình luận ở bên dưới những cái món mà các bạn nhỏ muốn chị Chim Sinh sẽ làm trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ chị Chim Sinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ.